Xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Thì ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta rút tiền từ cái tài khoản TikTok Shop về cái tài khoản ngân hàng của mình nhé. Thì đầu tiên để rút tiền từ tài khoản TikTok Shop về thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái phần tài chính này. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần lần rút tiền này. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái số tiền mà mình có thể rút được hiện tại này. Và đây là chi tiết những cái đơn hàng mà mình đã bán được và đã quyết toán nhá. Thì ở đây TikTok đã quyết toán cho mình này. Đó. Thì đây là tất cả các đơn hàng mà đã quyết toán này. Thì để rút tiền ấy thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần rút tiền. Rồi sau đó bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu của các bạn vào. Sau đó các bạn sẽ bấm gửi. Thì bây giờ TikTok đã hiện ra một cái giao diện như thế này. Thì các bạn muốn rút số tiền là bao nhiêu thì các bạn sẽ bấm vào cho mình nhé. Thì ở đây mình sẽ rút chọn 5 triệu. Rồi sau khi bạn chọn 5 triệu 080 nghìn đi. Mình sẽ rút hết cái số tiền hiện tại có trong đấy ra. Và mình sẽ chọn vào phương thức là chuyển khoản ngân hàng này. Thì ở đây mình lại phải xác minh một lần nữa cái số mà chúng ta đang đăng ký với TikTok Shop nhé. Rồi thì ở đây TikTok sẽ gửi cho bạn một cái mã. Thì bạn sẽ tiến hành bạn kiểm tra cái điện thoại của mình. Sau đó bạn sẽ nhập cái mã gồm 4 chữ số vào. Sau đó bạn sẽ nhấn phần tiếp. Rồi thì ở đây các bạn sẽ chú ý cái phần này cho mình này. Cái tên này thì là cái tên này là không thay đổi được. Chính vì vậy nên là bạn phải chọn cái số tài khoản ngân hàng phải trùng với cái tên này nhá. Nếu không các bạn sẽ không rút được cái tiền ở trong TikTok Shop về đâu. Đó vì vậy nên là bạn phải chọn đúng cái tên mà bạn đã đăng ký với TikTok Shop nhé. Đây. Cái tên này ví dụ mình muốn thay đổi thì mình cũng không thay đổi được này. Rồi. Tiếp theo bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần tên ngân hàng. Tên ngân hàng thì ở đây bạn sẽ chọn cho mình cái ngân hàng nào mà các bạn đã chuẩn bị sẵn đây nhé. Ví dụ của mình là Vietinbank này. Rồi. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái phần số tài khoản ngân hàng. Và email này. Và tên chủ tài khoản thì nó là đây nhé. Tên chủ tài khoản thì bắt buộc các bạn phải điền đúng cái tên chủ tài khoản này thì các bạn mới có thể nhận được nhé. Sau khi xong rồi thì bạn sẽ bấm cho mình vào phần tiếp tục. Rồi. Đến đây thì là các bạn sẽ xác nhận lại thông tin của bạn. Và số tiền rút là 5 triệu 080 nghìn này. Số tiền nhận được là 5 triệu 080 nghìn thì ở đây không mất phí. Đó. Các bạn sẽ bấm vào tiếp tục. Ok. Đến đây là đã đang tiến hành rút tiền thì bạn sẽ nhận được cái số tiền sau 3 đến 5 ngày làm việc. Rồi. Đến đây thì là công việc của bạn chỉ cần chờ thôi. Ok.